chi nan, một lòng vì thiên hạ, ngàn dặm trong gai đầu quảng bước anh hùng, vài vòng đâu bơi thời loạn lạc, nghiệp một đời vang mãi với non sông. Là vị quan đứng đầu triều Trần thời vua Trần Thái Tông, Thái sư Trần Thủ Độ luôn giữ đúng khuôn phép và chấp hành nghiêm kỷ cương pháp luật. Đặc biệt, Trần Thủ Độ không những nêu cao tấm gương tuân thủ những quy định của nhà nước mà còn khuyến khích kẻ dưới làm đúng chức trách của mình. Bẩm đại nhân, chiếc kiệu kia chẳng phải của Thiên Cực công chúa hay sao? Hãy chặn kiệu lại. Đại nhân. Không nghe thấy ta nói sao? Dạ đại nhân. Dừng kiệu. Tại sao lại dừng kiệu? Dạ bẩm công chúa, có mấy người gác cửa chặn kiệu ạ. Không biết ta là ai hay sao mà dám chặn kiệu của ta? Các ngươi không sợ bị rơi đầu à? Dạ bẩm công chúa, đây là cửa cấm, ngoài kiệu của bệ hạ không ai được phép qua cửa này. Nếu công chúa tiến cung có thể đi cửa bên. Sao? Người dám cản đường ta? Bẩm công chúa, đây là quy định bất cứ ai cũng không dám làm trái, hạ quan chỉ làm theo quy định thôi. Mời công chúa đi cửa bên. Cho kiệu về dinh. Đường đường là vợ của ông mà bọn quan hiệu dám khinh nhởn đến như thế hay sao? Lại có việc đó sao? Mày đâu? Mau đưa viên quan hiệu tới đây. Tuân lệnh. Thái sư cho mời ngài. Mời ta? Bẩm thái sư, hạ quan. Người thật to gan, hãy mau kể lại sự tình cho ta nghe. Dạ bẩm thái sư, chuyện là thế này ạ. Chuyện dừng kiệu thực ra hạ quan cũng chỉ làm theo quy định thôi. Người ở chức thấp mà giữ được phép nước, ta còn trách vào đâu được nữa. Người đâu, mau ban vàng lụa cho quan hiệu đây. Ông giữ nghiêm phép nước, thưởng phạt công bằng, không vì nể tình riêng là lối sống của Thái sư Trần Thủ Độ được người sau ca ngợi và nhắc đến khi nói đến ông trong lịch sử dân tộc. Là người cầm cân nảy mực của triều Trần, Trần Thủ Độ luôn nêu cao tấm gương tuân thủ những quy định kỷ cương phép nước. Bởi sự cương trực ấy của ông nên kẻ dưới một lòng tuân theo pháp luật, đất nước vì thế mà dần ổn định và quy củ. Ông đã về rồi đấy à? Trời nóng bức thế này mà sao không có đứa nào quạt cho ông ngủ? Mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa. Bà mới đi đâu về đấy? Tôi đi duyệt hộ khẩu, tranh thủ buổi trưa về ngả lưng một chút rồi lại đi ngay. Ông là quan đầu triều, việc gì phải tự mình đi làm mấy cái việc còn con ấy? Cứ để cho mấy viên quan địa phương làm. Tôi phải đi giám sát thì mới yên tâm được, ngồi không mới thấy mệt, chứ làm việc tôi thấy người khỏe ra.
À, ông này, tôi có người bà con đằng ngoại, cháu gọi tôi bằng cô. Buổi sáng mẹ nó có qua nhà thăm, ngỏ ý nhờ ông cho nó cái chức câu đương, gọi là có chút máu mặt trong làng xã. Vậy hả? Là bà con bên ngoại à? Bà hãy ghi tên họ, quê quán của người đó vào cuốn sổ này cho tôi. Đấy, chẳng gì thì cũng là người nhà của công chúa và thái sư. Lẽ nào cô nó lại không xin được cho cháu cái chức câu đương nhỏ nhoi? Từ trước tới giờ, tôi cũng chưa giúp được nhà bên ngoại cái gì. Người ở đâu, tên gì? Dạ bẩm thái sư, con tên Nguyễn Văn Dậu, vốn người làng bên. Bữa trước mẹ con có lên thăm nhà quan thái sư, nhưng ngài bận việc công nên mới chỉ vấn an được sức khỏe của cô con là Thiên Cực công chúa thôi ạ. Người muốn làm chức câu đương phải không? Dạ bẩm quan thái sư, cha mẹ con đều mong muốn con làm một chân quan chức ạ. Người vì công chúa xin cho mới được làm câu đương, cho nên không thể ví với chức câu đương của kẻ khác được. Vậy à, ta phải chặt một ngón chân của ngươi để phân biệt với họ. Dạ bẩm con thái sư, chức câu đương này con xin quan cho con không làm nữa ạ. Sao lại không làm? Chẳng phải ngươi nhờ cậy để được làm câu đương sao? Dạ thưa quan, con không dám ạ. Quan cho chặt ngón chân của con thì làm sao con sống nổi? Con lạy quan, con xin quan. Quan thái sư là người chấp pháp nghiêm minh, chớ có cậy là họ hàng thân thích mà xin xỏ. Cháu của quốc mẫu mà còn không xin được một chức câu đương thì đúng thật là... Sự cương trực và nghiêm minh trong việc thực thi pháp luật cũng như trong việc dùng người của Trần Thủ Độ được thể hiện từ những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ bé của cuộc sống thường ngày. Bởi vậy, tuy nhà Trần mới thành lập nhưng đã nhanh chóng đi vào ổn định. Đó cũng là vì nhờ vào công lớn của Thái sư Trần Thủ Độ.